Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua. Hôm nay mình đến tham quan và có mặt ở ngôi chùa lớn nhất tại Göteborg, Thụy Điển. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Rồi, tới chùa rồi. Đây là ngôi chùa Việt Nam lớn nhất tại Göteborg, Thụy Điển. Hội Phật giáo ở Göteborg đã thành lập năm 1996, sau đó mua nhà villa để làm chùa vào năm 1999 và chính thức bắt đầu xây dựng ngôi chùa lớn thêm vào năm 2004 với diện tích khoảng 400 m² và chánh điện khoảng 200 m², tổng cộng đất diện tích ngôi chùa khoảng 3.500 m² và chính thức xây dựng xong ngôi chánh điện vào năm 2007 và có chỗ đậu xe rất rộng rãi. Bây giờ mình tiến thẳng đi ngang qua chùa và chỗ này có một cái cầu đi qua rất là dễ thương. Bây giờ mình đi ngang qua cái cầu này rất là dễ thương các bạn. Đó, rất là dễ thương luôn. Bây giờ mình quay một vòng cho các bạn xem. Trước mặt chùa có rất nhiều tượng thần thánh. Đây là tượng Đức Thích Ca ngồi cưỡi voi và trước mặt kia là Phật Bà. Còn bên đây cũng có rất nhiều tượng thần thánh. Còn đây không biết Phật gì, nhìn giống ông Tâm Tạng. Bây giờ mình tiến thẳng vào bên hông sao chùa bên phải. Ở đây có một chiếc xe hút vàng bán đồ ăn nhanh. Và dưới mái hiên này có bán rất nhiều đồ ăn khác nhau. Chào thầy, chào thầy. Dạ. Bây giờ mình tiến thẳng vào mái hiên xem có bán thức ăn gì. Bây giờ mình tranh thủ, còn sớm chưa có khách nhiều, mình vô đây mình quay. Chứ một lát nữa đông khách, không thể nào chung vô đây quay được. Mình thấy sơ sơ có cả bánh mì, bánh tiêu, giò trâu quẩy, bò kho, bún riêu, chè và có nhiều thứ khác. Mình không thể kể hết được. Tất cả đều là món chay và đặc biệt, món nào cũng ngon hết. Chào cô. Chào chú. Đến đây mặc sức mà ăn, sợ bụng mình không đủ chỗ chứa nha các bạn. Diện tích đất chùa là 3.500 m². Một lát nữa là xe đậu mịt hết các bạn. Bây giờ mình quay cho các bạn xem sau 1 tiếng đồng hồ xe đậu kín mít luôn. Các bạn thấy đó, quá trời xe luôn, có cả xe buýt nữa, ở tỉnh xa tới. Hồi sớm săn cỏ này có mấy chiếc đậu, bây giờ đã đậu kín mít hết rồi. Nãy giờ mình đi xung quanh trước bậc chùa, bây giờ đi thẳng vô chánh điện, bước lên mấy tầng cấp. Còn lối này ở bên hông chùa vào chánh điện cũng được. Dung đâu? Dung đang bán rau. Dung bán rau à? Em với. Ai muốn cầu an cầu siêu thì liên hệ với sư cô ngồi trước mặt bàn bên trái. Thì chị qua tổ chức mới lên được ở đây, xong cô hoạch nè, không kì gỡ cái áo của cô hoạch hạt dừa không, lần này lóc xong là chị vô ra bà nó còn thấy dũng dừa, ra mình kéo ra để gỡ người trước. Chào bạn. Dùng đầm băng rau dưới. Mới lên dừa lên, dừa lên nè. Nãy giờ mình đang ngõ sau, đi thẳng lên chánh điện luôn các bạn. Thầy Ấn Độ đang làm lễ đọc kinh. Diện tích trong chánh điện này là 200 mét vuông các bạn. Không biết thông tin có chính xác không, nói 200 mét vuông mà mắt mình nhìn rất là to các bạn. Nhân dịp lễ Phật đản có mời thầy Ấn Độ qua làm lễ luôn các bạn. Nãy giờ mình quay một vòng trong chùa cho các bạn xem. Bây giờ mình đi ra phía sau để xuống tầng dưới nhà bếp và phòng ăn. Bây giờ mình đi xuống tầng dưới. Tầng dưới là nằm ở dưới tầng hầm, có nhà bếp và phòng ăn. Nếu đi thẳng trước mặt là có thể đi ra ngoài luôn các bạn. Còn bây giờ đi thẳng lối này vào phòng ăn luôn. Ôi, phòng ăn gì mà to như thế này. Theo mình nghĩ đến mùa lạnh, có thể tổ chức chẳng hạn như Tết hoặc Tết Trung Thu gì đó, vân vân và vân vân. Và có cả sân khấu luôn, rất tuyệt vời. Trước mặt mình là sân khấu, có thể biểu diễn lễ ca nhạc gì đó đều ok hết các bạn. Phòng ăn này bằng nửa cái sân banh, quá dữ dội các bạn. Bây giờ trước mặt bên phải là cái nhà bếp các bạn. Cái nhà bếp nó to giống như cái nhà bếp của nhà hàng vậy các bạn. Đó các bạn thấy không, nó rất là to. Chào cô. Dạ. Bây giờ đi thẳng lối này ra ngoài luôn các bạn. Cái bếp từ tầng hầm có một cái dốc không cao, mình có thể đi bộ lên ra ngoài chơi các bạn. Đau bụng rồi ha. Bưng cái gì đây cô? Chào đón hai người đẹp. Sao đi chậm vậy? Em chạy vô ít cho sáng mà. Gì hả? Chạy gần 5 tiếng. Thôi vô đi. Dạ. Lại ngồi đây. Đây. Anh lại sớm rồi hả? Lại gần tiếng này. Chuyện hai chị đấy. Cái sao lại có hai người hả? Dạ đúng rồi. Đấy lại nữa nè. Thấy rồi. Thầy mới vừa hỏi toilet trên đây. Lên trên đó. Thầy mới vừa nhắc á. Dạ đúng rồi, chị Dung không ạ? Em lấy cãi rồi, em lấy sao? Lấy dữ vậy? Dùng cho người ta. Để sao? Để. Sao anh thì không vô? Chỗ này có sân khấu, một lát biểu diễn cho các bạn nghe miễn phí. Tức là vừa ăn vừa nghe nhạc, thư giãn rất là tuyệt vời các bạn. Bây giờ mình đi thẳng lối này là ra sau chùa. Phía sau chùa có một tượng Phật Bà đang đổ nước cam lồ. Bây giờ Phật tử bắt đầu tập trung đến chùa, rất là đông các bạn. Để mình quay về phía sau lưng chùa, các bạn xem rất là đông. Đó các bạn thấy rất là đông. Đó các bạn thấy Phật tử đang chuẩn bị mua đồ ăn, rất là đông đảo các bạn. Bây giờ đang là giờ cao điểm, các Phật tử tập trung lại ăn rất là đông và vừa ăn vừa xem nhạc, sau đó tập trung vào làm lễ Phật. Quá trời đông luôn các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy ủng hộ để ký kênh và bấm nút chuông để nhận được video mới nhất hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn thành công một ngày vui vẻ, bye bye.